nguyên tắc của máy đo nồng độ cồn là dùng CRO3 da cam để oxy hóa ethyl alcohol trong không khí thở để tạo thành CO2O3 xanh đen theo phương trình phản ứng trên. Sau đây có phương trình phản ứng nhá, bạn nhìn kỹ nhá, những câu này rất hay. Trong phản ứng trên, CH2OH đóng vai trò chất khử, mình xem có đúng khử không. C này là C dương 4, vẫn là C dương 4 nhỉ. C dương 4 vẫn là C dương 4. Thay đổi cái gì? Không, đây không phải C dương 4 đâu. Đọc trêu vậy, nhiều đứa toang đấy. Đây này, anh này là trừ 1. Đây ghi tóm tắt anh này ra là C2H6O trừ 2 dương 1. 6 trừ đi 2 bằng 4. Vậy thằng này là trừ 2. Đúng không ạ? Được chưa? Lên dương 4, khử tăng, đúng là chất khử chưa? Đúng, khử phải tăng mà, số xoắn nó phải tăng. Đúng nha. Tổng hệ số nguyên tối giản ở phương trình trên là 11 giờ phải cân bằng. CR này CR dương 6 về CR dương 3. Giờ sử dụng skin cân bằng siêu nhanh của thầy mình nha. Bạn nào không biết thì phải coi lại các bạn. 6 trừ 3 bằng 3 nhân 2 là 6 này. Trừ 2 lên 4 là bằng 6. Nhưng mà nhân 2 là phải bằng 12. 12 chia 6 thì bằng 2 chia 1. Vậy đây là 2, đây là 1. Có thì hơi thiếu C à? Nhầm không? À đây là 2 rồi, đúng rồi. Thì đây là 1 mới đúng. Thì đây sẽ là 2. Đây là 4. 4 CRO3. Đến 1. 4, 3, 12. 12 cộng với lại 1 là 13. 13 trừ đi 4 thì còn 9. 9 trừ đi 6. Còn 3, chính xác. Vậy tổng hệ số là 4 cộng 1 là 5. 5 cộng 2 là 7. 7 cộng 2 là 9. 9 cộng 3 là 11. Đúng, B đúng. B chính xác rồi. B đúng. Hay chưa? B đúng ạ. B đúng các em nhá. B đúng hay sai? Đây, cộng. 4 cộng 1 là 5. 5 cộng 2 là 7. 7 ngoài 9, 9, 3, 12 chứ. Nó là sai. Mới rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Cộng nhầm đôi khi cũng là một cách mà giết chúng ta. Tốt nhất. Cảm biến của máy đo được khối lượng của CR2O3 là 0,152 gram. Thế bây giờ các bạn tìm thấy bảo số mol của CR2O3 bằng bao nhiêu? Các bạn tính hộ thầy vậy. Thầy không có máy tính hết. À đâu, nhưng mà đây là số mol của CRO3 chứ, sorry các em. Số mol CRO3 chứ. Số mol CRO3 là 52 cộng 16 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? Rồi, thầy biết rồi, đang bị lỗi ở đây. Sorry các em. Đây. Cảm biến máy đo khối lượng CRO2O3 là 0,152 mà, thì cái này đây là CRO2O3 chứ. Mặt lé. Đây phải tính số mol CRO2O3. Chia cho 52 nhân 2 cộng 16 nhân 3 đi. Sorry các em, bạn tính lại thầy. À chuẩn không phải 0,1 hả? 0,0,1. Thì anh này là 0,0,0,1. Vậy suy ra anh này là 0,0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,0,0,0,5. 0,0,0,5 mà nhân 46 thì đúng là 23mg rồi. C đúng. Hay chưa? C đúng nhá. Ok. Let's go, tiếp tục. Ý C công thức của ethyl alcohol C6O. Đúng chặt luôn.